Chúng tôi giờ chuyển qua đây mà nói về thông tin liên quan tới Hoa Kỳ đi. Thì có hai thông tin, nhưng mà khi mà các bạn đọc có thể là các bạn không kết nối được. Nhưng mà sẽ kết nối cho các bạn. Thông tin đầu tiên đó là liên quan tới SEC. Thông tin thứ nhì là liên quan tới FDIC. Cái gì khác biệt đó là chúng ta nói tới SEC là ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Chúng ta nói tới FDIC đó, hiểu đơn giản đây là cái bộ phận mà đảm bảo tiền gửi ngân hàng cho các bạn. Có nghĩa là đây là một cái uh, bộ phận bảo hiểm cho những ngân hàng thì các bạn thấy đó là tình hình thì bây giờ liên quan tới SEC đó là cái uh, cuộc họp đó để dẫn đến là bây giờ cái quyền hành để mà quản lý thị trường stablecoin nó nghĩa cái thị trường đậu ổn định đó, sẽ rất là có khả năng cao là sẽ được quản lý bởi SEC ban quản chứng của Hoa Kỳ tại sao họ lại gọi những cái đầu ổn định là stablecoin thì cái đó là chỉ có họ biết mà thôi các bạn thấy được là cái uh, định nghĩa của một cái chứng khoán chúng ta đã nói tới rất nhiều trước đây đó chính là các bạn đầu tư với cái mục đích là được lợi nhuận sau này đến từ cái à, sự nỗ lực của một bên thứ ba nào đó nhưng mà các bạn sẽ đưa là stable coin nó là một đồ ổn định thì hôm nay là một đô nhưng mà cũng là một đô mà thôi thì làm sao mà có cái sự tăng trưởng được nhưng mà đây là cái tài liệu mà mới nhất liên quan tới SEC là họ có thể là quản lý thị trường crypto liên quan tới stable coin. chưa phải là quản lý tất cả nhưng mà đối với là những đồ ổn định đó, đây là một trong những cái điều mà chủ tịch Gary Gensler rất là chú tâm thì đối với độ ổn định á, thì ông ta cho là cần phải được quản lý và những công ty mà phát hành độ ổn định á, cũng cần phải theo những cái quy định như là quy định của ngân hàng thì điều này là nghĩa là sao thì nghĩa là sẽ dẫn đến những công ty mà phát hành độ ổn định á, chắc là họ cũng phải là nạp đơn để xin có giấy phép hoạt động như là một ngân hàng và cộng thêm vào đó nữa các bạn thấy được cái thông tin thứ nhì là như thế nào thông tin thứ nhì đó chính là FDIC có nghĩa là cái bộ phận mà bảo hiểm cho người dân khi mà gửi ngân hàng đó thì cái bộ phận này nói là ngân hàng cần phải có khả năng để mà lưu trữ crypto lưu trữ uh, stablecoin uh, cho khách hàng của mình và có thể là cung cấp một số những cái dịch vụ cho khách hàng của mình cho nên cần phải có những cái giải pháp liên quan đến pháp lý để cho ngân hàng có thể làm được điều này và lưu trữ crypto, lưu trữ stablecoin trong cái ngân sách của họ cũng như là lưu trữ tiền mặt và có thể dùng đó làm thế chấp thì các bạn thấy được là hai điều này là đi song song với nhau điều mà chúng ta nhận ra rõ ràng ở đây đó trước đây thường đã chia sẻ với các bạn là một trong những điều mà họ quan tâm đến khi mà nói tới những cái stablecoin đó đó chính là trái phiếu của Hoa Kỳ đặc biệt là công trái phiếu như là những là cây giấy nợ mà bị phát hành Nghĩa là chúng ta nói tới những cái giấy nợ mà được phát hành bởi chính phủ của Hoa Kỳ đó Thì chúng ta thấy đó là khi mà những người mà gửi tiền vào những công ty mà phát hành stablecoin như là chúng ta nói tới Tether Chúng ta nói tới USDC đi Công ty Circle đó mà phát hành đồng USDC thì những công ty này đó họ có thể là lựa chọn đầu tư bất cứ một cái loại trái phiếu nào nhưng mà điều này sẽ làm ảnh hưởng đến công trái phiếu của hoa kỳ tại vì à, họ cần người dân để mà mua trái phiếu của hoa kỳ bây giờ người dân có thể là giữ đồng ổn định rồi gửi lên những cái ứng dụng như là block rồi được hưởng cái lợi nhuận. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cả ngân hàng luôn. Các bạn thấy được là tình hình là ngân hàng đó họ cần phải có nhiều người gửi tiền vào ngân hàng của họ. Họ dùng số tiền đó làm thế chấp rồi họ mới có thể à, là cho vay được, cho vay để mua xe, mua nhà. Bây giờ đó, mọi người mà đẩy tiền vào những cái đồng stablecoin này và dùng đó để mà đi yield farming hay là dùng đó để mà tham gia những cái dùng DeFi hay là dùng đó để mà chúng ta nói tới gửi để lấy lời cho những công ty như là à, công ty BlockFi đó thì sẽ là ảnh hưởng đến cái số lượng tiền mà ngân hàng có thể có được cho nên vì lý do đó đó SEC muốn ép những công ty uh, stablecoin thì nghĩ là sẽ đăng ký như là ngân hàng coi như là họ là ngân hàng và phải theo luật của ngân hàng và thứ nhì nữa là chúng ta được FDIC đó thì nói là một mặt là có thể là ép những công ty phát hành stablecoin trở thành ngân hàng một mặt khác thì cho phép ngân hàng như bây giờ lưu trữ những cái stable coin và những cái crypto khác để họ có thể là dùng đó coi như là tiền mặt và có thể là phát triển ngân hàng của họ cho vay dựa theo cái số đó đây là cái sự suy nghĩ của thường thì bây giờ tại sao mà SEC, FDIC, tại sao chính Hoa Kỳ quốc hội lại quan tâm nhiều đến những stablecoin coin gì tại sao họ không quan tâm đến những đồng khác mà lại cứ chú tâm vào những đồng ổn định đó là vì lý do liên quan đến công trái phiếu liên quan đến À, cái số lượng tiền gỡ ngân hàng bị ảnh hưởng bởi stablecoin cho nên họ muốn ngân hàng có thể làm được điều đó hay là những công ty stablecoin này sẽ trở thành ngân hàng hoặc là cả hai đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn liên quan tới thông tin này nói tới đây ra thì các bạn thấy được là tình hình chúng ta nhìn vào ethereum thì khác biệt không một chút đó chính là chúng ta thấy được là ethereum đó, là chúng ta nói tới ngày hôm qua và ngày trước đó ngày trước đó ngày trước đó nữa là 4 ngày liên tục vẫn là dấu hiệu gì dấu hiệu là nhiều Ether rút ra hơn là nạp vào Và chúng ta nhìn vào tài liệu ngắn hạn của ngày hôm nay đi Thì hôm nay vẫn chưa kết thúc Nhưng mà chúng ta thấy được là tình hình đó là ngày hôm nay Ngày 27 Tây thì các bạn thấy được tình hình kết thúc đó Vẫn có khả năng là có nhiều Ether rút ra hơn là nạp vào Để thân refresh để cho chúng ta có cái tài liệu mới hơn hay là không Thì khi mà thuận refresh lại các bạn thấy được là chúng ta sẽ zoom vào ngày hôm nay Thì các bạn sẽ thấy là tình hình của Ethereum ngày hôm nay thì cũng sẽ như vậy trên căn bản bây giờ chúng ta thấy được khả năng là nhiều ETH rút ra hơn là nạp vào và cho đến thời điểm bây giờ Ethereum vẫn tiếp tục giữ vững cái mức là khoảng chừng 4 000 đô mặc dù giá bên bitcoin đã xuống cái phần trăm nhiều hơn và có một số bạn hỏi thuận đó là bây giờ chúng ta đã có nhiều cái sàn khác nhau như là chúng ta nói tới là uh, sàn DAX uh, DEX những cái sàn mà phi chung trung đó thì những cái tài liệu liên quan tới nạp vào uh, rút ra hay là còn bao nhiêu crypto trên sàn có còn hiệu lực hay không thì thuận vẫn nghĩ là còn hiệu lực tại vì các bạn thấy được là các bạn nên nhớ những cái sàn phi tập trung đó thì các bạn chỉ có thể là giao dịch những đồng với nhau mà thôi nếu các bạn muốn rút tiền chốt lời ra khỏi thị trường crypto này chốt về ngân hàng thì các bạn vẫn phải đẩy crypto của mình lên trên những sàn giao dịch đó là điều mà các bạn cần phải hiểu và chúng ta đó là điều mà thường muốn nói với các bạn và nhìn vào Ethereum thì cái xu hướng cũng như là Bitcoin nhưng mà rõ ràng hơn đó chính là xu hướng là Ether cứ mất đi và mất đi trên những sàn giao dịch nói tới Ethereum đó thì bây giờ có một số những cái bài viết nói lại Ethereum 2.0 đã cập nhật để thành công các bạn à, nên hiểu một điều thì tôi muốn dành một ít thời gian để mà nói về tài liệu này tại vì nó hơi là à, không đúng cái à, sự thật một chút cái mà thành công ngày hôm nay đó chính là một cập nhật có cái tên là Altair thì Altair này đó là một trong những cái phần mà nâng cấp của cái mạng lưới beacon chain của Ethereum thì các bạn cũng đã biết đó là Ethereum bây giờ đó là có Ether 1.0 là cái mạng lưới Ether mà thường mà các bạn sử dụng hàng ngày và thêm vào đó chúng ta có một cái mạng lưới gọi là mạng lưới beacon đây là một cái mạng lưới mà được hình thành đó, thường nhớ là cái đây vài tháng đó chính mạng lưới của Ether 2.0 và phần lớn mạng lưới này chức năng bây giờ đó của mạng lưới này thì không phải là mạng lưới thử nghiệm đây là mạng lưới chính thức rồi nhưng mà chưa có nhiều chức năng chức năng duy nhất bây giờ của nó đó là cho mọi người gửi tiền vào để có thể được lợi nhuận tham gia vào staking để lấy lợi nhuận đó chính là cái chức năng chính của cái beacon chain này vẫn chưa là được nhiều cái cái cập nhật ngày hôm nay đó cập nhật Orte này là cho cái beacon chain này của Ethereum có thêm một số những chức năng để họ có thể là kiểm tra thêm nhiều chức năng À, trước khi chúng ta có Ether 2.0 Nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn chưa có Ethereum 2.0 Chúng ta có một cái cập nhật cho mạng lưới của Beacon Chain Vẫn là một cái bước tiến tới để chúng ta tiếp tục à, tiến triển qua mạng lưới của Ether 2.0 Và mạng lưới này sẽ là cái mạng lưới Proof of Stake Nghĩa là mạng lưới cổ phần chứ không phải là mạng lưới bây giờ là mạng lưới đào Proof of Work Nói tới đây đó Thì nhiều bạn hỏi thuận là khi nào chúng ta mới thấy Ether 2.0 Thì à, bây giờ nhiều người cho là sẽ bị trì hoãn Tới khi nào? Thì tới khoảng chừng là giữa năm 2022. Thông tin chính thức vẫn chưa có, nhưng mà tại sao nhiều người lại nói là bị trì hoãn để thường chia sẻ với các bạn? Một trong những điều mà sẽ xảy ra trước khi chúng ta có Ether 2.0 đó, đó là một cái cập nhật gọi là Difficulty Bomb hay là bom Đậu Khó. Thì bom Đậu Khó này là gì? Tại vì bây giờ các bạn thấy chúng ta có hai cái mạng lưới khác nhau, Ether 1.0 và Ether 2.0. Trong tương lai chỉ có một mạng lưới mà thôi. Cho nên cái điều mà sẽ xảy ra trước đó đó nó gọi là hòa hợp hai mạng lưới lại với nhau hay gọi là merge nó sẽ cho y 1.0 và 2.0 sẽ cùng nhau hòa hợp với nhau và sau đó, đó thì cái mạng lưới 1.0 bây giờ sẽ không được sử dụng nữa và coi như là không còn ai sử dụng. Nhưng mà làm sao họ đảm bảo được điều đó? Nếu như một người nào đó muốn tiếp tục sử dụng thì như thế nào? Nếu như họ không muốn qua mạng lưới 2.0 mà họ muốn tiếp tục sử dụng mạng lưới đào thì ra sao? Cho nên họ đang nghĩ tới cái vấn đề này họ nghĩ là cái đội phát triển ethereum đó họ nghĩ ra một cái điều đó chính là bơm đậu khó khi mà cái bơm đậu khó này đó được kích hoạt chỉ bùng nổ sẽ dẫn đến là cái mạng lưới đào bây giờ đó đột ngột rất khó đào có nghĩa là khó đào đến nỗi mà cái số lượng ethereum được đào ra đó là sẽ không có nhiều hơn cái số lượng tiền mà họ bỏ ra để đào ethereum thì sẽ làm gì sẽ làm những thời đào bỏ cuộc và họ sẽ không tiếp tục đào ethereum nữa tại vì không còn có lời họ sẽ dùng cái máy đó để mà đào đồng khác để làm gì khi mà điều đó xảy ra nó sẽ làm cho những cái thờ đào không tiếp tục đầu Ethereum thì sẽ hỗ trợ cho cái việc thành công của tất cả người sử dụng Ethereum sẽ chuyển qua Ether 2.0 lúc đó thì tất cả những ứng dụng cũng đã chuyển qua Ether 2.0 rồi đây gọi là bơm đậu khó nhưng mà cái bơm đậu khó này đó, đã bị trì hoãn đó thường nhớ là ít nhất là ba lần rồi trong bài viết này đó họ nói là chúng ta đã bị trì hoãn một lần năm 2017 tại vì đây là kế hoạch đã có từ năm 2016 rồi. Và chúng ta thấy được là năm 2017 bông đồ khó bị trì hoãn, rồi thêm một lần nữa là năm 2019 cũng đã bị trì hoãn. Và năm ngoái năm 2020 cũng đã bị trì hoãn, có nghĩa là bị trì hoãn 3 lần rồi. Bây giờ sẽ bị trì hoãn cho đến khoảng chừng là tháng 5 của năm 2022 thì mới có cái bơm độ khó này kích hoạt. Và vì lý do đó đó, các bạn thấy được là bơm độ khó này nếu như kích hoạt vào tháng 5 của năm 2022, thì Ether 2.0 đó, cái sự hòa hợp sẽ không xảy ra cho đến khi bơm độ khó được kích hoạt. Có nghĩa là nhiều người cho là có thể là đến cuối quý 2 của năm 2022 chúng ta mới thấy cái sự kiện này xảy ra. Đây là cập nhật liên quan tới Ethereum. Thì nói tới Shiba Inu đó, ngoài cái việc là chúng ta thấy là hôm nay có rất nhiều giao dịch ở trên sàn Coinbase dẫn đến là Coinbase bị ngưng hoạt động một thời gian ngắn. thì chúng ta được là có một người nào đó là một con cá voi là tiếp tục thu mua thêm một số lượng lớn đồng USD New. chi tiết đó là 276,6 tỷ đồng USD Inu đã được nạp vào cái địa chỉ ví của con cá voi này và nghĩa là đáng giá khoảng chỉ là 1,5 triệu đô la đã được thu mua và đưa vào một trong cái địa chỉ ví và cái số lượng đồng Shiba Inu được lưu trữ đi chỉ ví đó là lên tới là 316,5 tỷ đồng Shiba Inu, có nghĩa là 15 triệu đô la. Đây là một trong những cái ví lớn lưu trữ đồng Shiba Inu thì có phải đây là lý do tại sao mà đồng Shiba Inu tăng trưởng à, nhanh chóng hay không thì à, tôi nghĩ là các bạn có thể đưa ra câu trả lời. Đây là cái địa chỉ ví mà à, đã lưu trữ thêm đồng Shiba Inu ngày hôm nay. Cuối cùng thì tôi muốn chia sẻ một cái cập nhật ngắn liên quan đến cái à, well game của Binance thì à, Thường có thể chia sẻ với bạn là tuy là cái hình uh, bánh mà Thuận làm đó, cái bánh kẹo mà Thuận làm uh, nào đó, tuy là cái uh, hình uh, Bitcoin của Thuận đó là không để mắt lắm nhưng mà Thuận Capital vẫn tiếp tục lọt qua dòng 1 và hôm nay đã qua được dòng 2. Hôm nay là một cái cuộc thi vào bỏ phiếu mà nhiều bạn cũng đã ủng hộ cho nên rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và bây giờ đã thuần khác được cũng là qua được luôn cái dòng hai này bây giờ chúng ta vẫn chưa có ai là bị loại ra khỏi dòng chơi nhưng mà ngày mai và ngày mốt đó là hai cái game cuối cùng và ngày mai sẽ có rất nhiều người bị loại ra khỏi cái trò chơi Binance World Game này cho nên thuần không có cách nào hơn là cố gắng để xem của chúng ta khi đi xa tới đâu mà thôi khi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Thuần Capital Chỉ còn hai ngày nữa thôi là sẽ kết thúc cái Binance World Game này và đây là tất cả những cái thông tin mà Thùng Mua mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thùng Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook hay là Twitter. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể giảm 20% với giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có được giảm 5% khi mà tham gia vào sàn FTX và như bạn nào mà muốn nhận bonus thì có thể nhận bonus đến từ những sàn như là sàn Phát sinh Moon XBT hay là sàn Bybit và sàn Bybit các bạn cũng có thể được giảm 10% các phí giao dịch tháng đầu tiên và đặc biệt đối với đại sàn Bybit và sàn Moon XBT các bạn có thể tìm hiểu rút tính hiệu trade miễn phí bằng cách là bấm vào cái màu vàng ở trên màn hình cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu sàn SnapX thì sàn này đã quay trở lại đây là một sàn mà nhiều bạn đã quen thuộc trước đây mà không cần các bạn là phải tạo cho một mới có thể là đăng nhập trở lại dùng cái thông tin cũ và KYC lại cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu à, những cái sàn ở Hoa Kỳ như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase và đương nhiên ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng lên có lại các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và Crypto Khoan đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà các bạn cũng đã quen thuộc rồi một lần nữa thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn